Xin chào các bạn. Ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thao tác với cái tài khoản người dùng ở trên Ubuntu. Cụ thể đó là tạo thêm tài khoản mới và xóa tài khoản mới nếu mà mình không muốn dùng nữa. Thế thì trong trường hợp mà mình dùng một cái máy Ubuntu mà dùng với nhiều người thì bạn nên tạo cho mỗi người một cái tài khoản để mà tách biệt các cái dữ liệu của các người dùng khác nhau. Đấy. Thì làm nào để có thể tạo thêm tài khoản, chúng ta nhấn vào nút dấu cộng. Đấy. Nhưng mà chúng ta bấm vào đây không được và nó yêu cầu chúng ta là phải mở khóa và phải bấm vào cái nút unlock trước, sau đó nhập mật khẩu của cái tài khoản mình đang sử dụng đây. Đó. Và bạn thấy rằng là tài khoản của mình là có kiểu là admin, tức là tài khoản của người quản trị hệ thống. Đấy, của máy tính này. Đấy, và tự động đăng nhập automatic logon là login. Đấy, bây giờ chúng ta bấm vào nút dấu cộng và chúng ta tạo thêm tài khoản mới. Có hai kiểu tài khoản là standard, tức là tài khoản người dùng bình thường, và tài khoản là admin. Tài khoản người dùng bình thường thì không có quyền cài đặt hệ thống, cũng không có quyền là thay đổi của thông tin của người khác. Đấy, cũng không thể có quyền là cài phần mềm. Đấy. Mà chỉ có quyền là thay đổi những cái thông tin về người dùng của mình thôi, của chính bản thân mình thôi. Đó. Như vậy mình đã tạo thêm một tài khoản người dùng mới tên là Tesla. Đấy. Và tài khoản này có kiểu là standard, tức là kiểu người dùng thông thường. Đó. Bây giờ mình phải đặt mật khẩu cho cái người dùng này. Đó. Thế thì có thêm các cái lựa chọn nữa là không cần mật khẩu này. Đăng nhập cái mật khẩu. Đấy. Thì tuy nhiên mình vẫn đặt mật khẩu cho người này. Chúng ta xem cách đặt mật khẩu như thế nào. Đấy. Sau khi mình gõ một số các cái mật khẩu thì Ubuntu vẫn không cho phép và nó thông báo là not good enough, tức là không đủ tốt, mật khẩu không đủ mạnh. Đấy, mình thử show lên xem. Chúng ta thấy là những cái mật khẩu dạng ABC123 thì Ubuntu không cho. Thế còn nếu bấm vào hình răng cưa thì Ubuntu tự tạo mật khẩu cho mình, nhưng mà mật khẩu rất mạnh và rất khó nhớ. Mình thử đặt lại một mật khẩu khác, ví dụ ABCDA+1234A+, thì Ubuntu vẫn không đồng ý mật khẩu này. Là bởi vì là đây là những dạng mật khẩu mà nhiều người đã đặt. Và nó mặc dù là trông nó có vẻ phức tạp, nhưng mà nó lại nằm trong từ điển của những cái mật khẩu mà hay đặt rồi, cho nên là Ubuntu vẫn không cho phép sử dụng cái mật khẩu này. Đó. Thế bây giờ mình thấy mật khẩu khó quá, mình sẽ bật cái này lên, bật tài khoản lên và không có mật khẩu, và chúng ta thử xem là có đăng nhập, có sử dụng được mật khẩu này không. Bây giờ chúng ta bấm vào răng cưa bên trên và chọn là tới cái account Tesla. Đó. Và đây mình không đặt mật khẩu cho nên mình bấm phím Enter để truy cập vào. Và ngay lập tức là chúng ta thấy có một cái dòng là Invalid Password. Đấy, mật khẩu không chính xác. Đấy. Mặc dù là mình chưa đặt mật khẩu nhưng mà Ubuntu đã tự động là tắt cái tài khoản này, hay là vô hiệu hóa cái tài khoản này rồi. Đấy. Do vậy bây giờ mình phải quay trở lại cái mật khẩu quản trị của mình và thay đổi lại cái mật khẩu cho cái Tesla này, cái tài khoản Tesla này. Bây giờ mình chọn là set password và phải tìm cách đặt một cái mật khẩu đủ mạnh. Đấy, bạn có thể là nói lên một câu nói quen thuộc, sau đó bạn dùng những chữ cái đầu tiên của câu nói đó để ghép lại với nhau thành một cái mật khẩu. Về sau bạn chỉ cần là nhớ lại câu nói và lấy những cái chữ cái đầu tiên. Đấy, và chữ cái thì có thể thay đổi chữ thường, chữ hoa. Đấy. Ở đây mình đã đặt một cái mật khẩu mạnh. Đó. Và cái tài khoản này hiện nay đã được kích hoạt. Đấy, đã được kích hoạt. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào tài khoản Tesla xem có được hay không. Đây, tài khoản Tesla đây. Bây giờ mình nhập mật khẩu vào.
và mình đã truy cập được vào Ubuntu. Đấy. Thế thì với cái lần đăng nhập đầu tiên thì Ubuntu phải thiết lập các cái cấu hình cho tài khoản này, nên là nó mất một chút thời gian, các bạn chịu khó đợi đó. Và đây chính là cái màn hình của cái tài khoản Tesla với những cái thông tin về keyboard shortcut, tức là những cái phím tắt để truy cập các tính năng của Ubuntu. Rồi bây giờ mình sẽ thoát khỏi cái tài khoản Tesla này và quay trở về với tài khoản quản trị của mình. Thì sau một thời gian sử dụng, mà nếu như mình không còn sử dụng cái tài khoản Tesla nữa thì bạn muốn gỡ bỏ thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn cũng quay về phần System Tool, sau đó vào mục System Setting, rồi vào cái mục User Account. Đấy, bạn bấm vào cái tài khoản này, sau đó chúng ta chọn Unlock để thực hiện các cái thao tác quản lý. Thế để mà gỡ thì chúng ta bấm vào nút dấu trừ. Đấy, và nó yêu cầu, nó hỏi chúng ta là có giữ lại cái file của người dùng này không, hay là xóa tất cả các file này, hay là bỏ qua. Thì ví dụ ở đây mình trường hợp là mình sẽ xóa toàn bộ các cái file đi. Còn nếu mà người dùng này về sau mà muốn còn dùng lại ấy, thì các bạn phải để keep file, đúng không ạ? Đấy là cách quản lý người dùng ở trong Ubuntu.